Khi VTV thông báo về sự xuất hiện của ba MC mới, cộng đồng game thủ đã vô cùng xôn xao về Kim Sa. Nhân tố bí ẩn nhất, không giống như Bảo Ngọc hay Maidora, Kim Sa là một game thủ chính hiệu chứ chưa từng xuất hiện ở các phương tiện truyền thông. Kim Sa tên đầy đủ là Nguyễn Đàn Kim Sa, cô sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh và đang là sinh viên của trường đại học Văn Lang. Cô cho biết mình từng chơi game online từ lớp 1 và đã gắn bó với game đến tận bây giờ. Chia sẻ trên Facebook Story cá nhân, Kim Sa cũng đã có những chia sẻ trên Facebook Story giải đáp những thắc mắc của các fan về cơ duyên của mình khi đến với VTV và cảm nhận của cô về ngày làm việc đầu tiên của mình. Có câu hỏi, bạn thường chơi Liên Quân hả, sao bạn lại đi phỏng vấn VCS? Kim Sa trả lời, thật ra game nào mình cũng chơi hết, vì sao mình đi phỏng vấn VCS à? Chắc là duyên phận. Với câu hỏi dàn tuyển thủ VCS chị thích ai nhất ạ? Kim Sa đã trả lời, chị chưa tiếp xúc với họ nhiều, trước mắt chị thấy Artemis và Diawan rất là dễ thương luôn. Tại vì lúc phỏng vấn lần đầu chị run thật sự, vậy mà hai bạn đó cũng chị. Ngoài ra, Kim Sa cũng gửi lời cảm ơn các fan đã ủng hộ và động viên cô trong lần đầu tiên. Nữ MC mới của VTV cho biết cô sẽ cố gắng hết sức để đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ. Kim Sa được nhận xét là có khuôn mặt rất giống với nữ ca sĩ Phương Ly. Trong lần đầu xuất hiện ở VCS với vai trò là một MC, cô đã không khỏi bối rối và có phần lúng túng. Nhưng chất giọng dễ thương cùng vẻ ngoài tươi tắn vẫn gây được ấn tượng tốt đẹp với cộng đồng Liên Minh Việt Nam. Thậm chí, sự dễ thương của Kim Sa cũng đã khiến DA1 phải say nắng. Thậm chí, anh chàng này còn kêu gọi các fan vào follow Facebook của chị Sa. Sau đó, cả hai cũng đã có một buổi hẹn hò và dân tình cũng đang tích cực đẩy thuyền cặp đôi này. Sở hữu ngoại hình dễ thương, vẻ ngoài tươi tắn cùng kiến thức đa dạng về game, Kim Sa hoàn toàn có đủ tiềm năng để trở thành nữ MC quốc dân giống như người đàn chị Minh Nghi trước đây. We'll be right back.